Chỉ trong một đêm, 7 nạn nhân vô tội bao gồm nhiều độ tuổi khác nhau đã ra đi mãi mãi. Đây là một vụ án từng gây chấn động quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Giữa nơi thành thị náo nhiệt như vậy, sự giết chóc dã man âm thầm diễn ra khiến mọi người không ngừng lo lắng. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Giới. Buổi sáng ngày 17 tháng 5 năm 2003, Lý Bồi Quân sau nhiều ngày không liên lạc với gia đình anh trai thì cảm thấy hơi lo lắng. Quân quyết định lái xe đến nhà để xem thử có chuyện gì xảy ra rồi hay không. Anh trai Quân, Lý Bồi Nam, năm nay 40 tuổi, là chủ nhà tắm hơi tại quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Nam điều hành nhà tắm này từ năm 1999, tính đến nay đã ngót nghét 4 năm. Nhà tắm hơi nằm ở trung tâm, vị trí khá đắc địa, người dân ở đây có điều kiện kinh tế tốt nên nhu cầu cho các dịch vụ này cũng tương đối cao. Chính vì vậy, việc kinh doanh rất phát đạt. Khi Quân đến nơi thì thấy một tấm biển viết tay thông báo rằng phòng tắm hơi tạm dừng hoạt động một thời gian để tiện cho quá trình sửa chữa và nâng cấp. Thông báo này khiến Quân hơi bất ngờ. Bình thường, khi đưa ra quyết định gì, anh trai thường trò chuyện và lắng nghe ý kiến của mình. Sao lần này không nghe anh ấy nói gì? Kỳ quặc hơn nữa là trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại, kinh tế khó khăn, cửa hàng không tạm thời đóng cửa thì thôi, tại sao anh ta lại quyết định sửa sang lại nó? Quân đứng bên ngoài quan sát thì phát hiện cửa nhà tắm hơi chỉ khép hờ. Từ ngoài nhìn vào bên trong tối om, không những vậy, anh còn ngửi được mùi hôi khó chịu lan tỏa xung quanh. Quân bỗng có một loại linh cảm chẳng lành. Anh mò mẫm đến góc nhà bật đèn lên, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Quân giật mình. Nhà tắm hiện tại rất bừa bộn, khăn tắm, ga trải giường, đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí là cả ống thép, dây thừng vương vãi khắp nơi. Ở phía bên kia, quầy thu ngân đã hư hỏng, có dấu hiệu bị đập phá. Quân càng bất an nhiều hơn với những hình ảnh như trên thì dường như nơi đây vừa xảy ra một trận lục lọi. Nhưng mọi người ở bên trong đâu hết cả rồi, họ có phải đã xảy ra chuyện gì đó rồi hay không? Anh vừa lên tiếng gọi, vừa di chuyển vào bể tắm lớn. Tại đây, Quân hốt hoảng khi nhìn thấy có vài thi thể nổi trong bể tắm, bao gồm cả hai vợ chồng anh chị mình. Cảnh tượng kinh hoàng trên khiến cho Quân bị khựng lại. Anh tự trấn an bản thân rồi lấy điện thoại quay số 110 và trình báo sự việc cho cảnh sát. Nhận được trình báo, cảnh sát quận Triều Dương nhanh chóng di chuyển đến hiện trường để tiến hành công tác điều tra. Dù thông qua trình báo trên điện thoại, cảnh sát đã nắm bắt một số thông tin cơ bản, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự việc, các điều tra viên giàu kinh nghiệm cũng cảm thấy bị sốc. Sau khi tiến hành trục vớt, có tổng cộng 7 thi thể. Chủ nhà tắm hơi Lý Bồi Nam, vợ là Quan Hiểu Vệ, 36 tuổi, cùng 5 nhân viên nữ làm việc tại đây. Theo báo cáo pháp y, cả 7 nạn nhân đều bị trói tay chân rồi dìm xuống bể. Họ tử vong do ngạt nước. Ở trên người không xuất hiện bất cứ thương tích nào khác. Danh tính của 5 nạn nhân còn lại được xác định lần lượt là Lưu Anh, 53 tuổi, Vũ Mã Đào, 27 tuổi, Đồng Khiết Doanh, 24 tuổi, Tăng Hầu Viễn, 25 tuổi và Nại Quan Thiết, 20 tuổi. Ngoài ra, tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện một bé trai vài tháng tuổi nằm ở góc phòng và vẫn còn hơi thở. Bé trai hiện trong tình trạng yếu ớt, có lẽ do bị bỏ đói nhiều ngày. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu. Người trình báo xác nhận với cảnh sát, bé trai là con của nữ nhân viên Vũ Mã Đào. Điều kiện kinh tế của Đào khó khăn, cô ấy là mẹ đơn thân, làm việc ở đây, được anh chị mình giúp đỡ rất nhiều. Căn cứ vào mức độ phân hủy của tử thi và môi trường nơi tử thi tiếp xúc, các bác sĩ pháp y kết luận thời điểm tử vong của tất cả các nạn nhân gần như là cùng lúc. Nó rơi vào khoảng đêm 13 tháng 5. Do ngâm lâu ngày trong nước như vậy, lớp da của các nạn nhân đã xuất hiện hiện tượng bong tróc nặng. Các phần móng tay, móng chân mềm nhão và dường như sắp rơi ra ngoài. Thời điểm phát hiện ra sự việc, các thi thể đã trương phình và nổi lên trên mặt nước. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy dao găm, ống thép, dây thừng bị cắt đứt và nhiều miếng vải nhỏ màu đen. Đây rất có thể là những công cụ phạm tội của hung thủ. Tình huống được các điều tra viên đưa ra như sau. Hung thủ đã đột nhập vào nhà, dùng dao bếp, ống thép với mục đích đe dọa, yêu cầu các nạn nhân giữ im lặng. Sau đó chúng bắt đầu trói tay chân, dùng vải bịt miệng họ, cuối cùng dìm các nạn nhân xuống nước cho đến khi họ chết ngạt. Với hiện trường mà tất cả mọi đồ đạc bị lục tung như vậy,
cảnh sát kết luận động cơ gây án là để trộm cắp tài sản. Hơn nữa, có tổng cộng 7 nạn nhân trong nhà. Để khống chế từng người thì cảnh sát tin rằng hung thủ phải là một băng nhóm, ít nhất là 2 người. Các điều tra viên cẩn thận tiến hành kiểm tra những vật dụng bên trong, tay nắm ngăn kéo tủ thu ngân, tay nắm cửa, nhưng kết quả không phát hiện bất cứ dấu vân tay lạ nào. Chi tiết này chứng tỏ hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình gây án. Sự cẩn thận trong hành động cho thấy đây là một vụ án được lên kế hoạch kỹ càng từ trước, đồng thời hung thủ rất tinh vi. Theo như lời kể của người trình báo, Lý Bồi Quân cho biết lúc trước việc làm ăn kinh doanh của anh trai rất khấm khá, lượng khách đến hàng ngày tương đối đông, do đó lượng nhân viên cũng nhiều. Tuy nhiên thời gian gần đây, do dịch SARS đang hoành hành, mọi người hạn chế ra ngoài, đặc biệt là lui tới những nơi công cộng, nên khách hàng có xu hướng tụt giảm. Vì doanh thu không cao nên bắt buộc Lý Bồi Nam phải sa thải bớt một số nhân viên, chủ yếu giữ lại một số nòng cốt, đồng thời giảm số giờ mở cửa. Hiện tại chỉ còn 5 nhân viên phục vụ, họ phụ giúp trông coi tiệm, làm việc và sinh hoạt tại đây. Công tác khám nghiệm hiện trường dần hoàn thiện. Với sự hỗ trợ của em trai và mẹ vợ của Lý Bồi Nam, cảnh sát xác nhận tài sản hiện tại thất thoát rất nhiều. Chúng bao gồm tiền mặt trong quầy thu ngân, tiền mặt trong ví của các nạn nhân, sổ tiết kiệm của hai vợ chồng chủ nhà, trang sức cưới cất trong ngăn tủ tại phòng ngủ. Chiếc ô tô mà Lý Bồi Nam thường xuyên đậu trước cửa cũng đã biến mất. Tổng giá trị tài sản ước chừng 300.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 1 tỷ đồng. Thảm án kinh hoàng xảy ra tại trung tâm thành phố trong thời điểm dịch bệnh tràn lan khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều khiến người dân lo lắng là họ không rõ liệu hung thủ có quen biết gì với gia đình nạn nhân hay không, hay bọn chúng ra tay ngẫu nhiên đối với gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Vấn đề này trở thành mối quan ngại rất lớn, bởi vì nếu như mục đích gây án là ngẫu nhiên thì không chắc những tên tội phạm có tiếp tục ra tay nữa hay không. Nỗi bất an dâng cao, nhiều người bắt đầu có những biện pháp bảo vệ an toàn cho gia đình. Đối diện với vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như vậy, cảnh sát không dám lơ là. Họ lập tức thành lập một tổ chuyên án với sự hỗ trợ của nhiều đồng đội ở các quận lân cận. Hiện tại, để nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm, cảnh sát chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu điều tra riêng lẻ. Họ vừa tiến hành phân tích mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, vừa tích cực tìm kiếm tung tích của chiếc ô tô hiệu Toyota của ông chủ Lý Bồi Nam. Thời điểm năm 2003, hệ thống camera giám sát chưa được phổ biến. Xung quanh nhà tắm hơi chủ yếu là nhà dân, họ không trang bị loại thiết bị này nên cảnh sát buộc phải tìm kiếm thủ công. Khoảng nửa ngày sau khi công tác tìm kiếm được tiến hành, cảnh sát phát hiện ra chiếc ô tô của Lý Bồi Nam đang đậu tại bãi đỗ của một trung tâm mua sắm cách cửa hàng khoảng 5 km. Nhân viên bảo vệ trung tâm mua sắm tiết lộ rằng ông nhớ không nhầm, vào buổi sáng ngày 14 tháng 5 từng nhìn thấy một người đàn ông mập mạp lái chiếc xe hiệu Toyota đến. Đi cùng là một người đàn ông khác thấp hơn. Khi di chuyển thì đôi mắt láo liên, nhìn trước nhìn sau, biểu hiện rất không bình thường. Nhân viên bảo vệ cũng cố gắng tìm hiểu xem những người này là ai, nhưng họ trùm mặt rất kỹ, không tài nào nhận ra được. Sau khi đỗ xe, cả hai rời đi, từ đó không thấy quay lại lần nào nữa. Với những hành vi đáng nghi như vậy, cảnh sát nghi ngờ cả hai là hung thủ. Sau khi gây án, họ cướp xe. Ban đầu, có lẽ định dùng nó làm phương tiện di chuyển hoặc đem bán lấy tiền, nhưng sợ bị phát hiện nên đã lái đến và bỏ lại tại hầm đỗ của trung tâm mua sắm. Dựa vào lời khai của nhân viên bảo vệ, về cơ bản, cảnh sát nhận định có ít nhất hai đối tượng tham gia gây án. Đúng như nhận định, hung thủ là một băng nhóm trước đó. Vậy hai đối tượng này có mối liên hệ gì với một trong các nạn nhân hay không? Lúc này, cảnh sát cho biết rằng việc khoanh vùng đối tượng tình nghi không hề đơn giản, bởi vì có đến 7 nạn nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau. Đồng thời, sự việc xảy ra tại cửa hàng tắm hơi, hung thủ có thể là người quen, khách hàng hoặc người hoàn toàn xa lạ với các nạn nhân. Rõ ràng, xác định nghi phạm trong tất cả những số này là điều tương đối khó khăn. Từ thông tin do người trình báo Lý Bồi Quân cung cấp, cảnh sát biết được khoảng thời gian trước có một sự cố xảy ra trong cửa hàng. Mọi chuyện bắt đầu như sau. Vào đầu tháng, một người đàn ông tên Châu Lập Hiên, 36 tuổi, đến đây, mục đích là gặp mặt Vũ Mã Đào, một nhân viên lâu năm làm việc tại cửa hàng. Trước đó, Hiên ghé đến cửa hàng vài lần, anh ta phải lòng Đào. Sau khi Hiên quyết tâm theo đuổi, thì hai người cuối cùng cũng chính thức công khai hẹn hò. Không lâu sau Đào mang thai, cô ấy nói rằng cái thai là của Hiên,
nhưng anh ta thì một mực phủ nhận, còn nói Đào là loại con gái dễ dãi, không chắc cô có cùng lúc quen nhiều người hay không. Thái độ chối bỏ trách nhiệm của bạn trai khiến Đào vô cùng tức giận. Cô quyết định chia tay, tự mình quay về quê nhà ở Hàng Châu sinh con. Đầu tháng 4, Đào gọi điện xin vào làm lại tại nhà tắm để kiếm tiền chăm lo cho đứa bé. Hai vợ chồng Nam đồng ý. Chẳng những vậy, họ còn bảo Đào mang con trai đến và ở đây, tạo điều kiện cho hai mẹ con được ở cạnh nhau. Hai vợ chồng Nam hiếm muộn, họ cưng con nít, nên hai mẹ con Đào đối với họ chẳng khác gì người trong nhà. Điều bất ngờ là sau khi Đào trở lại thì Châu Lập Hiên tìm đến cửa hàng tắm hơi. Anh ta nhìn thấy đứa trẻ có nét mặt giống mình nên rất vui vẻ, đề nghị nối lại tình xưa nhưng bị từ chối thẳng. Hiên tỏ thái độ phẫn nộ vì bị từ chối. Sau đó anh ta nhiều lần đến quấy rối thì bị vợ chồng Lý Bồi Nam chửi mắng. Họ cho Hiên là đàn ông hèn nhát, không dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. Lúc trước Đào mang thai thì nằng nặc chối bỏ, giờ thấy đứa bé giống mình thì lật lọng đòi nhận làm cha. Mặc dù Hiên là một khách hàng thường xuyên, tuy nhiên với loại người có nhân cách không tốt như vậy thì hai vợ chồng Nam tuyên bố họ không muốn phục vụ. Thế là để bảo vệ cho nhân viên của mình, Lý Bồi Nam đã xảy ra to tiếng và xô xát với Hiên. Sự việc tưởng chừng như kết thúc ở đó, nhưng vài hôm sau Hiên lại dẫn thêm vài người khác mang theo gậy gỗ đến trước cửa. Sau khi trình báo cảnh sát, nhóm người này đã bị bắt về đồn. Trong nhóm thanh niên đi cùng Hiên ngày hôm đó, Quân để ý có một tên hơi mập. Theo như manh mối thu thập được trước đó, từ nhân viên bảo vệ trung tâm mua sắm, một trong hai người đàn ông lái xe có ngoại hình mập mạp. Nhận thấy điểm đáng nghi, cảnh sát nhanh chóng liên lạc với Châu Lập Hiên. Châu Lập Hiên tiết lộ người đàn ông mập mạp đi cùng mình chính là em trai Châu Lập Khôn. Châu Lập Khôn mắc bệnh SARS và không may qua đời hơn một tuần trước. Bản thân Hiên bị em trai lây, nằm viện kể từ ngày 10 đến giờ. Anh ta hoàn toàn không rời khỏi bệnh viện kể từ khi đấy. Châu Lập Khôn đã mất, Châu Lập Hiên đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Điều này cho thấy nghi ngờ của đội điều tra về họ là không chính xác. Lúc này, cảnh sát cũng biết được rằng Lý Bồi Nam mặc dù bận rộn với công việc điều hành nhà tắm hơi, nhưng anh ta vẫn duy trì thói quen chơi bài. Nhà tắm có một quy định là sẽ đóng cửa vào ngày thứ hai đầu tuần. Vào ngày này, những nhân viên được nghỉ làm sẽ tranh thủ về nhà hoặc đi chơi đâu đó. Còn Nam thì rủ dê bạn bè tới nhà để chơi bài, thậm chí là còn có một căn phòng riêng trên lầu khá rộng rãi, đủ chỗ cho khoảng 10 người. Điều đặc biệt là họ không hề đánh bài đơn giản với mục đích giải trí mà là đánh bài ăn tiền. Họ rất đam mê bộ môn này, nhiều khi chơi liên tục nhiều giờ đồng hồ, không ăn, không uống. Quân thì chẳng để tâm lắm về việc chơi bài của anh trai, cho nên không tìm hiểu kỹ về danh tính những người bạn của anh ta. Trước giờ, bài bạc là một trong những nguyên nhân gây ra vô số rắc rối trong cuộc sống. Khi mà thua bài, có người sẽ đi trộm cắp để có tiền tiếp tục chơi và hậu quả đem lại quả thật là không nhỏ. Vậy thì liệu rằng vụ thảm sát kinh hoàng tại cửa hàng Lý Bồi Nam có liên quan gì đến những người bạn chơi bài chung với anh ta hay không? Cảnh sát bắt đầu chuyển hướng điều tra về nhóm người này. Tuy nhiên, việc xác nhận danh tính của họ được đánh giá là phải mất khá nhiều thời gian. Lúc này, một nhóm điều tra thông báo rằng vừa phát hiện ra manh mối khá quan trọng. Sau khi tìm đến ngân hàng mà Lý Bồi Nam mở tài khoản tiết kiệm, họ nghe thông tin từ giao dịch viên rằng vào ngày 14 tháng 5 có một khách hàng đến đây, anh ta đã để lại ấn tượng rất mạnh vì đeo tận hai lớp khẩu trang, đội mũ, bịt mặt kín bưng. Trích xuất video giám sát tại ngân hàng, cảnh sát xác nhận đó là một người đàn ông cao khoảng 1m7, dáng đô con. Anh ta thực hiện giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm của Lý Bồi Nam theo diện ủy thác. Tổng số tiền rút là gần 10.000 nhân dân tệ, khoảng 34 triệu tiền Việt. Thông tin này là một tín hiệu khả quan cho cuộc điều tra. Lực lượng chức năng nhanh chóng phóng to hình ảnh từ đoạn video giám sát. Họ in ảnh người đàn ông ra và tiến hành một cuộc điều tra diện rộng. Sau khi thẩm vấn một số đối tượng thường lui tới tại các sòng bài tại địa phương, cảnh sát cuối cùng cũng thu thập được một manh mối quan trọng. Từ các chi tiết về vóc dáng, thói quen lắc đầu sang bên trái, nghi phạm được đánh giá là trông giống như một người thường xuyên đến chơi bài ở sòng bài Tứ Phương. Anh ta tên Lý Bân và đến từ vùng Đông Bắc. Tìm hiểu sâu hơn về Lý Bân, cảnh sát biết Bân có mối quan hệ rất tốt với một người đàn ông tên Vương Gia Khánh và thường lái chiếc sedan Santana của Khánh. Vương Gia Khánh là tài xế taxi dù, đặc biệt anh ta từng ngồi tù vì tội trộm cắp. Cảnh sát đã lấy bức ảnh của Vương Gia Khánh
thì phát hiện anh ta là một người đàn ông có thân hình mập mạp, tình cờ trùng khớp với mô tả của nhân viên bảo vệ tại trung tâm mua sắm nơi phát hiện ra chiếc xe Toyota của Lý Bồi Nam. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảnh sát tin rằng Vương Gia Khánh và Lý Bân là hai đối tượng mà nhân viên bảo vệ thấy vào buổi sáng ngày 14 tháng 5. Họ đưa bức ảnh của Khánh cho nhân viên bảo vệ xem. Anh ta sẽ thấy vóc dáng và quần áo thì gần như là giống nhau. Lúc này Vương Gia Khánh và Lý Bân ngay lập tức trở thành hai đối tượng thuộc diện tình nghi. Để tránh nghi phạm phát hiện và bỏ trốn, lực lượng chức năng đã giả làm hành khách muốn đi taxi. Khánh không hề có bất cứ động thái đề phòng nào, anh ta nồng nhiệt chào khách mà chẳng biết được họ là cảnh sát. Ngay sau đó, nghi phạm đã được khống chế thành công. Cảnh sát đã thẳng thừng hỏi anh ta liệu gần đây có làm gì đó mờ ám hay không. Nghe câu nói này, Khánh sửng sốt và quay lại nhìn khách hàng. Anh ta liền yêu cầu hai hành khách xuống xe. Nhìn thấy Khánh run rẩy, hai viên cảnh sát tiết lộ thân phận của mình. Họ nghiêm nghị hỏi, lần cuối cùng anh đến nhà tắm Thiên Đường là khi nào? Vương Gia Khánh run rẩy, lắc đầu và hét lớn. Không phải tôi chưa bao giờ đến đó và tôi không giết ai cả. Trước đó, cảnh sát chưa từng đề cập đến án mạng, nhưng Khánh lại bỗng dưng nói mình không giết người. Hành vi không đánh mà khai này khiến cảnh sát chắc chắn Khánh là thủ phạm gây ra vụ thảm sát tại nhà tắm hơi của Lý Bồi Nam. Tại đồn cảnh sát, Khánh đổ rất nhiều mồ hôi trên trán, hai mắt không ngừng chớp nháy. Đây là biểu hiện của sự lo sợ. Khoảng 30 phút đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Vương Gia Khánh vì muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, anh ta bắt đầu khai ra tất cả mọi chuyện. Khánh khai mình là một trong những hung thủ gây ra vụ thảm sát tại nhà tắm hơi Thiên Đường, nhưng không phải một mình mà còn nhiều đồng phạm khác. Có tổng cộng 4 thủ phạm, 3 người còn lại là Lý Bân, Lý Tuấn Lân và Phong Triều Hữu. Khánh cung cấp địa chỉ nhà của Lý Tuấn Lân cho cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã tổ chức lực lượng bao vây nhà của Lân. Nhưng không ngờ trước khi họ đến, Lân dường như đã biết chuyện nên đã rời đi. Thẩm vấn vợ Lý Tuấn Lân, cô Tào Hồng Giang, Giang rất hoảng loạn. Cô nói rằng chồng mình đi chơi bài với người bạn tên Lý Bân chưa về. Quan sát biểu hiện, cảnh sát suy đoán rằng Giang quả thật không biết gì. Giang tiết lộ Lý Bân này có hành tung rất bí ẩn, anh ta thường xuyên đến nhà cô gọi cửa vào thời điểm nửa đêm, đồng thời không có chỗ ở cố định. Cảnh sát yêu cầu Giang gọi điện cho chồng mình, nhưng rất tiếc anh ta không nhấc máy. Khả năng là hai người này đã nhận biết tình hình nên đã vội vàng bỏ chạy. Để nhanh chóng tìm ra tung tích của các nghi phạm, cảnh sát lập tức trích xuất camera ở trên các đường phố, khu vực gần nhà Lý Tuấn Lân. Hình ảnh trên camera giám sát cho thấy Bân và Lân đã lên một chiếc taxi màu đen. Từ biển số xe, cảnh sát tìm ra được thông tin của người tài xế. Họ liên lạc với tài xế họ Trần nhưng kết quả không thể kết nối. Lực lượng điều tra bắt đầu cảm thấy lo lắng. Họ sợ rằng hai nghi phạm manh động đã sát hại tài xế để chiếm hữu chiếc xe rồi bỏ trốn. May mắn là người tài xế họ Trần này cuối cùng cũng về tới nhà. Cảnh sát hỏi rằng tại sao Trần lại tắt nguồn điện thoại. Trần cho biết trên đường đi, hai hành khách mượn điện thoại của mình, nói muốn gọi cho người thân nhưng không ngờ họ lén tháo pin ra. Điều tra viên cho rằng hai nghi phạm đã biết tin Khánh bị bắt nên vội bỏ trốn, giở trò với điện thoại của tài xế để ngăn cản cảnh sát liên lạc, có thêm thời gian tẩu thoát. Lực lượng chức năng nhận định rằng Lý Bân và Lý Tuấn Lân có năng lực chống trinh sát mạnh mẽ, hoàn toàn không dễ đối phó. Tài xế cho biết Lý Bân và Lý Tuấn Lân xuống xe trước một nhà tắm hơi cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Căn cứ vào địa chỉ do anh Trần cung cấp, cảnh sát đã tiến hành một cuộc lục soát tại khu vực này. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng hai tên nghi phạm Lý Bân và Lý Tuấn Lân đã chính thức ra lưới. Cùng lúc đồng bọn còn lại, Phong Triều Hữu cũng bị cảnh sát bắt giữ thành công ở quê nhà, thành phố Tùy Châu, Hồ Bắc. Tại đồn cảnh sát, Lý Bân, Lý Tuấn Lân và Phong Triều Hữu bị tách riêng. Họ lần lượt cho lời khai giống nhau và giống như đồng bọn bị bắt đầu tiên, Vương Gia Khánh. Vậy hãy cùng nghe xem bọn sát nhân nói gì và thái độ của chúng sau khi gây án kinh hoàng là như thế nào. Về phần Lý Bân, tên thật của hắn ta là Huệ Kim Ba. Điều đáng ngạc nhiên, Huệ Kim Ba là một tên tội phạm mà lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình truy đuổi. 9 năm trước, bà phạm tội giết người ở tỉnh Cát Lâm. Bà bóp cổ thím của mình đến chết vì bà không cho hắn mượn tiền. Sau khi gây án, bà bỏ trốn đến thành phố Bắc Kinh và sống dưới cái tên giả là Lý Bân. Biết cảnh sát địa phương đang giáo giết truy lùng mình,
ba luôn rất thận trọng mỗi khi ra ngoài. Hắn để râu, để tóc dài với mục đích làm diện mạo của mình trông khác đi. Ba tự mãn vì trốn lâu mà không bị bắt, hắn cho rằng cảnh sát là đồ bất tài. Càng ngày ba càng liều lĩnh hơn, không thèm cải trang khi ra ngoài. Vốn trước giờ lười biếng lao động, ba bắt đầu nảy ra ý định ăn cắp, vừa để có tiền sinh hoạt, vừa để thỏa mãn sở thích bài bạc. Một mình khó có thể thành công nên ba muốn kiếm thêm đồng bọn có cùng chí hướng. Lúc này Huệ Kim Ba vô tình gặp gỡ một thanh niên tên Lý Tuấn Lân. Lân cũng không khác gì ba, hắn ta từng có tiền án về hành vi trộm cắp, vào tù vài lần nhưng vẫn không hối cải. Sau khi ra tù, mặc dù có vợ con và việc làm cũng khá ổn, nhưng Lân vẫn hăm he ý định trộm cắp. Trong đầu Lân luôn suy nghĩ rằng trộm cắp không xấu, nó giúp hắn ta thể hiện chút gì đó gọi là bản lĩnh, khí phách của một người đàn ông thực thụ. Sau khi quen biết Lân, ba rủ Lân đột nhập nhà dân cướp tài sản. Lân đồng ý ngay vì đó là lý tưởng sống của bản thân. Thời gian đầu, cả hai thường xuyên đi dạo trên khắp các đường phố để tìm kiếm mục tiêu phạm tội. Nhưng sau đó, xét thấy nếu như phạm tội ngẫu nhiên thì nguy cơ bị phát hiện và bỏ tù là rất cao. Cả hai hội ý và đưa ra quyết định nên phạm tội với người quen. Nếu như tường tận mọi ngóc ngách trong nhà thì sẽ dễ dàng hành động hơn gấp nhiều lần. Chúng bắt đầu liệt kê hàng loạt danh sách mục tiêu phạm tội, nhưng cuối cùng lại chọn nhà tắm hơi của Lý Bồi Nam. Nam thường chơi bài chung, hai người biết rất rõ hoàn cảnh của Nam, đồng thời ghen tị với công việc làm ăn phát đạt của anh từ rất lâu. Nếu như thành công thì chúng vừa có tiền vừa nhổ bỏ được cái gai trong mắt. Biết cửa hàng nhà Nam có nhiều nhân viên ở lại vào ban đêm, chỉ với hai người thì khó có thể hành động suôn sẻ được. Chính vì vậy, chúng bắt đầu tìm kiếm thêm đồng bọn. Vương Gia Khánh và Phong Triều Hữu, hai tên này có công việc nhưng vẫn giữ tâm lý thích hưởng thụ hơn là lao động vất vả. Sau khi gặp Lân và ba ở sòng bài, nghe bọn chúng ngỏ lời, liền lập tức đồng ý. Vào đêm ngày 13 tháng 5, thời điểm hầu hết mọi người đã ngủ say, Huệ Kim Ba, Vương Gia Khánh, Phong Triều Hữu và Lý Tuấn Lân mang theo dao găm, ống thép, dây thừng chuẩn bị từ trước. Chúng đeo khẩu trang và đội mũ rồi lặng lẽ phá cửa, đột nhập vào nhà tắm hơi Thiên Đường. Lúc này gia đình Nam và các nhân viên đang ngủ, bốn người lao tới khống chế và trói chặt họ rồi bịt miệng. Bảy thành viên chỉ biết bất lực nhìn bọn cướp lục soát quầy thu ngân. Lý Bồi Nam quan sát, anh ta mơ hồ nhận thấy một tên cướp trông quen quen. Nam nhìn chằm chằm vào đối phương và nói to, Lý Bân có phải là anh không? Tên ba lặng thinh không nói gì, Lý Bồi Nam khẳng định chắc chắn hắn ta nên bắt đầu cầu xin đối phương tha mạng. Tuy nhiên, Bân vốn là một người tàn nhẫn. Khi mới 20 tuổi, hắn ta đã nhẫn tâm sát hại người thím của mình rồi chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát gần chục năm nay. Ba hoàn toàn không sợ sệt bất cứ điều gì. Hắn ta vốn là không có tình người nên mặc kệ lời Nam nói. Lý Tuấn Lân và Lý Bồi Nam thật ra cũng quen biết nhau, họ học chung lớp cấp 2. Nhưng Lân không hề có chút động lòng, dùng dao đe dọa đối phương chỉ nơi cất giấu tài sản. Sau khi đạt được mục đích, chúng không thả nạn nhân mà quyết định giết người diệt khẩu. Có được tiền mặt và sổ tiết kiệm ngân hàng, ba yêu cầu Khánh và Hữu rời đi trước, Lân ở lại cùng hắn gây án. Ba và Lân cho đầy nước vào bồn tắm hơi rồi đẩy từng người xuống cho đến khi tất cả tắt thở. Trong lúc gây án, tên sát nhân với vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể đây chỉ là trò đùa. Cứ như thế, bảy người đã dần rời khỏi thế giới bằng cách này. Bọn chúng mặc dù nhìn thấy đứa trẻ vài tháng tuổi nhưng quyết định không ra tay vì nghĩ nó chẳng làm hại gì cho mình. Gây án xong, chúng viết vào một tờ giấy thông báo tạm dừng kinh doanh để nâng cấp nhà tắm rồi dán ở ngoài để tránh ai lui tới. Mới đầu, chúng quyết định mang ô tô cướp được đi bán nhưng lại sợ bị lật tẩy nên lái đến bãi đỗ của một trung tâm mua sắm ở đó. Huệ Kim Ba đích thân đến ngân hàng rút tiền từ sổ tiết kiệm. Vốn nghĩ kế hoạch đã diễn ra rất suôn sẻ, nhưng hắn không ngờ chính vì thói quen lắc đầu của mình đã trở thành manh mối để cho cảnh sát tìm ra tung tích. Ngày 5 tháng 9 cùng năm, tại phiên tòa trung thẩm, tòa án Bắc Kinh đưa ra phán quyết cuối cùng và tuyên án tử hình đối với Huệ Kim Ba và Lý Tuấn Lân. Hai bị cáo còn lại, Vương Gia Khánh và Phong Triều Hữu không trực tiếp ra tay nên chỉ bị phạt tù chung thân. Trước câu hỏi của phóng viên, anh muốn nói gì với gia đình các nạn nhân? Lý Tuấn Lân im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói, tôi muốn xin lỗi họ. So với sự hối lỗi của Lân, Huệ Kim Ba thể hiện thái độ lãnh đạm giống như hắn chưa từng giết người, chưa từng phạm lỗi gì nghiêm trọng. Phóng viên hỏi Huệ Kim Ba,
liệu anh có muốn gặp người thân trong gia đình mình không? Huệ Kim Ba bình tĩnh nói. Không, họ không yêu thương gì tôi biết họ sẽ oán trách tôi. Hành vi xem mạng người như cỏ rác của băng nhóm sát nhân thật không thể nào tưởng tượng được. Những tên này cũng chẳng thoát khỏi sự truy đuổi của pháp luật. Nhiều người cho rằng nhóm sát nhân dù cho có chết bao nhiêu lần thì cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi giận của gia đình những nạn nhân vô tội. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.